Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Rồi thiệt luôn. Kêu đi. Nữa đâu thích mà là cái không chứ. Lọ
nói về xuất và cái chạy để công ty có gì thể công ty thở yếu thật không phục quả và lại cái gì đây còn giúp anh lép rồi không dư này quá cái gì vậy ông nào chủ ẻo mình đây ông nào chủ ẻo nó đi qua đây what the fuck ông nào chủ ẻo mình vậy ba ui đừng khờ con ơi con này chắc mặt ngăn đi này có level cao nên thoải mái ôi chào ba ba đi ba đi sao cái gì vậy ui trường đau vậy để đập đỏ ui trừ bắn na rào tít quá vậy tít hay không ô mà ăn uống rồi thôi đi nè thôi rồi cụ ống xâm xét đủ quá rồi ôi trời ơi
Ai à. Ê. Video à? Còn chưa có video nó đàn đấy. 34 rồi. Ai. 34 rồi. À, mẹ. Thấy mẹ ba cái hàng xịt sạc rồi. Đó 4 cái rồi chứ. Ừ, 4 cái. 4 cái ngon mày. Có crowd tốt quá. Bảy ngày nữa là một tuần. Làm sao đi tì phải đập về đập sáu. Hả? Cấp 3 hoặc cao hơn mà tới giá mà. Hả? Alo nè. Lại đau không sao. Ủa thế vậy. Bùm. Chết rõ. Chết rõ. Một giọt nhiều. Đờ mãi rồi. Phân cơ từ phòng 3 tin đã chết. Dakota Hunter đã đi. Đi hết rồi. Rào hồn luôn đi. Xong rồi. Nào. À, nào ạ. À, tức. À, tức ác luôn. Ý, cái con. Nó heal à? Wow! Cái con tích vừa heal đấy à? Cái Archer vừa cháy. Sao sao? Tao ác. Di chuyển nào. Ủa này, đồ ít máu, đi luôn, đi luôn. Chó lại heal kìa. Cho đi cút về thấy không? À cái ở mức này cao. Lạ nhỉ. Lộn thử quá. Vai cặc.
cô đi luôn nào. Quay lại. Cái gì cơ? Lotomy á. Dạ. Thôi chơi game anime cút mẹ này. Đùa. Quá. Đang coi nốt cái art của gì ông vọng chiều. One hour later. À, cái lưng mình. Có auto kill không bao giờ. Buồn chào vậy.
Ai giờ đấy có đứa nào? Có hai à? Nhờ câu hỏi từ chi có lát không? Mà từ chi họ không bú rồi. Chắc chắn là lúc chơi game không lát. Nhờ. Ôi, lôi identity ran phải lúc rồi. Địt mẹ chết mẹ rồi. Vai rồi nó ơi. Identity địt mẹ level 50. Tuyệt vời. Đi hả? ID gì đó ơi. Level là ở level đéo hả? Trong linh trình nó có cái ego gift tăng 5 level. À ờ ờ đó nó nói gì tính gì cũng à. Level 50 mà con lồn đang đen hả? Địch vệ con lồn giảm đang đen này. Còn má mày. Rồi mày cắm mà một cái lô của nó tao. Địch mày ở đây. Giờ mày có việc thôi. Cắt da mày có một việc thôi là mày solo với con lồn đấy cho tao. Bây giờ hai con gì sẽ HE dưới rồi có hai con gì thì mày hiểu để biết không hai con đó. Cái gì cơ? Hai con gì sẽ HE dưới hai con gì thể gì? Con Mi là con đầu bùi nó ăn nấu. Chả đâu chả nấu. Ừ. Từ từ à cái con này là điệp mẹ ăn não của mấy đứa thông minh. Còn con lâu đi là cái quái luôn. Lâu đi con gì vậy? Mặt đây. Cái ego gì bay lên quá đây. Tự giáng sinh đấy. Còn con đi thì à rồi rồi ego. Nói thiệt con ta đấy biết vậy. Con cây what fuck. Con chi. Ai. Con cá. Ok, rồi không, chơi đi. Ờ mẹ ông có đang quay video không ấy? Đang quay. Rồi. Trời quay chứ. Đủ bùa lên một cao cái. À, bộ bộ ngon rồi. Lần má. Ý là nó có ra ngoài nữa không không? Ra ngoài sao? Ít công bụi nhìn. Công bụi nhìn ăn não ấy. Có chứ. Giờ hiện tại là ta không có một nào. Không có bất kỳ con nào để thông minh cỡ level 2 trở xuống. Để mấy con level 3 vô chắc chắn sẽ out vào. Bực thế chứ. Quái. Thề. Rồi thôi mua nhân. Đồ, thuê nhân viên đi không? Để bất tiện thuê. Đang cắt hết thì hết bài thì đi rồi. Mà ở. Vai này. Kê kê. Cắt da mày lô được không? Lô đi con. Solo nó, solo nó, dùng solo được. Nếu solo được, không phải chờ. Vãi luôn. Tội, tội em nhân viên. Đọc một thông kệ. Mày solo. Đúng á, mẹ thấy mấy ông nhân viên dễ thương không? Điệt mẹ. Còn ra bắn hộ mình cơ. Từ ta không thay máu cách da. Kêu cách da về trả đi. Không cách da được. Chừng cách da chết nữa. À, ok, được. Ủa thế hay chưa? Mà lùa cách da gạt chết rồi. Đó là vũ khí, lùa thì yếu. Ủa? Từ ông game đi thì những không có cái cụ thể là con này nó không có cụ thể cái là gì nhỉ, cái loại gì tao quay mãi rồi
À đây 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 đây. Chịu. Thằng điên yếu mới đập đen. À, điên yếu mới đập đen. Ồ, thế. Đánh trắng là thắng hoàn toàn. Đập đen là yếu. Đập. Cái này gọi là màu gì nhờ? Thất ngạc rồi. Theo ở màu gì ta? Chào thằng mái. Rồi để hai mình nhấp vào đây. Cái cây có vẻ vui vẻ. Hỏi bé học phò thế nào? Thì thứ gì trong phải đều ở luôn. Khi công việc là tốt thì bé sẽ giảm. Tốt là sẽ giảm. Hài hước ơi. Hài hước ơi. Biết bạn phải hài hước rồi. Hài hước, hài hước. Bạn chó này hài hước điên luôn. Lồn quá. Má tao hổng thua. Thôi nha. Rồi. Đi không phải đi. Chúng tôi sẽ đi khúc phục cái cây. Không ngon. Khu này bắt buộc phải là bóng. Đi mẹ. Tiếng hát của cái bồn tắm không? Đâu. Tiếng hát của con mà ấy như. À rồi. Chim chứ. Đúng quá, tưởng cái bồn tắm có tiếng hát chứ vậy luôn. À đi. Nếu mà nhông bị phát khỏi trong bồn đấy sẽ giảm. Gặp. Nghĩa là thằng My á, nói vẫn làm cái đéo gì cũng giả mà. Alo. Là bây giờ giảm sanity quá nhiều sẽ đi kẹo giảm vô đếm 1 phút. Chịu, cũng thiếu luôn. Thấy chất lượng thôi, thấy chất lượng công việc của bê tệ, thế nó có tăng không bác? Chịu. Giảm thôi. Đi sanity cao hả? Đi sanity 58 mà đi 54. Hơi thấp. Nếu mọi người có vẻ vui thì đỡ vô thức. Cái điểm công vậy cái gì đây? Hả? Nó nở hoa hả? Bộ đếm về không thì một vài nhân viên trong cơ thể sẽ vô thức bước đến đi. Cai quyến rũ. Phải vô đây là như chụp cai hả? Khi nhân viên bước biểu uống vào bộ thuốc, họ sẽ bị kéo vào trong cái cây. Họ chụp mạnh cây luôn. Chờ cây. Sau một vài vụ nỗ lực bắt kịp và thuyết phục Melendez, người bị uống lũ ở trên đây, thường khi toàn bộ nhân viên của Melendez được đường thô đa. Và thuyết phục rồi, còn cái xấu. Sau khi thuyết phục chắc đánh nhau, đánh con. Để một nhân viên khác là khi lệnh đến làm việc của đám được trả lại. Nghĩa là con lồn này sẽ kiểu là hiến tế à, hiến tế một nhân viên để mạnh hơn rồi, hiến tế đứa này hồi máu đứa kia phải không? Miễn láng được kéo bất kỳ hạt nhân viên chết của mình là được rồi, kéo mà con lồn được sao cả. Hắn khép mấy thằng thầm hồn cũng được. Sao? Ác độc. Nguyễn là đừng kéo mấy thằng chỉ có của mình được. Ác độc. Sao? Học cái gì đâu. Học cái gì thường. Cái cây nở hoa. Đi. Từ từ. Ý là việc mẹ Hiếu cứ mừng tượng nó giống như cái cây đỏ đỏ bên Invert ấy được vậy. Cái cây mẹ ông nói là cái cây tới sáng quá luôn. Cây nào bố? Vậy mẹ hôm qua đánh cái à con đánh cái quay rồi. Cái quay ấy. Ừ, xong đi mẹ ông bảo nó là cái cây tới sáng. À cái cây đó sừng rồi. À. Con khác nhau. Khác chứ, nhìn rõ còn con khác nhau rồi. Khác chứ khác hoàn toàn. Cái cây kia này nhìn nó thấy cái hình tượng ấy. Yeah, nếu mà nhìn xa trong mấy cái đỏ đỏ chứ nó không có hồng hào như cây đào, hiểu không? Cái đéo là mệt. Nhìn được tài đấy. Tài đấy. Đấy là nhìn
nhìn xa mà, với lại xem điện thoại nó đỏ, nó mờ mờ nó đỏ nữa chứ nó đâu có hồng hào như bên ông đâu. Vâng. Cái này tên là bộ của hoa anh đào Chia dịch Bussin. dịch đúng rồi, eo 6 chấm đấy mà đi đón dịch về trên mạng. Ui đi cũng mất bút tốn Ai đi ông 600 á? hát thì trình độ này hiện tại nữa. Ui cũng mất đi tốn đi Chưa. HP cộng 2, tốc độ di chuyển cộng 2, chịu tấn công cộng 2. Wow cũng khá là tốt ấy chứ. Cái này là một cái angle grip tốt ấy chứ. Tí thì tầm Chưa. luôn tạm. Ui ui khá Thịt mẹ vãi luôn. khá cũng ổn rồi. Vãi luôn cái trình trình độ em yếu chỉ 4.5 thôi, xin lỗi. Không trình độ 1 triệu, một triệu khác đúng không? Nó ra phần này chặt thì được được nó cái lắm. Quả đang được ý nó cao ấy, vậy là hắn quyến rũ được bọn đi. Giờ mà hoàn thành ngày thì có bị gì không? Nó hít Hai à, cũng lâu này mà nó vô chọc lên quyến rũ đi đúng rồi mà đi vô tích luôn. từ 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 đúng quá không thấy gì hết Thì cứ rúng rủ hai hàng luôn mất dạy chứ. Giờ anh ngài thì cái gì phục không cháy cái cây là không cháy, đeo còn anh đưa nhân ngài là viên vô không thuyết phục cháy cái cây đeo. nó gặp một cái đứa nào anh ngài là không cháy. Cái bây giờ anh ngài chỉ có mẹ thôi anh phải làm cái trả được gì mà còn yếu còn yếu quá. Được nha. Cái gì thì ít rồi ok phải chương cuối kết thúc với cụm từ tái sinh. Chiếc vòng tay này không thứ bất kỳ ai sự tham lam như cái gì đó là thì chắc biết cái gì rồi đấy. Bức chân dung lưu trữ khoảng cách đó là thứ mà ta được tạo để đánh mất. Lấy này đi này cũng tay cũng tay thế nào. À, mình điện lại mô tả rồi mình lo cho tắt rồi rất mà rồi ôi hãy cứu lại dạ rắc dúng khỏi thắt việc bạn vô la cầm lòng này. Không khác nhá chắc còn lọt. Ok
single. Còn đặc biệt như Ngài à, Việt Nam à? Không phải đâu, bỏ về. Thắng cái gì cũng phải chết. Ô bác kia quá chuyên nghiệp. Ôi, what the fuck, nó luôn còn sống rồi. À, ok. Khỏe à. Trời ơi, có một dài không? Wow. Thì bọn em mang vĩnh viễn luôn đấy à? Thì tại vì nhiều công ty em mang vĩnh viễn luôn. Đã hai cái dòng này. Ủa. Nếu người nhập những định có cục định. Ồ, nhập cái hướng nhất định rồi. Ok, ok. Bây giờ cái cho đi mà không cho làm cái nào nó bị dễ tiết lộ trả nhiều rồi thà solo look. Chào vui.
tiếp rán à? Tổ hồn tử một chiêu ngoài luôn. All right.